Bà Thế là mua chiều hôm qua thì hôm qua mất điện, thế là tối hôm qua cho ông vớt vào rồi sáng thì thôi con nó vớt vào rồi. Ông vớt vào cũng đáng nữa, không quên của bác. Hôm qua hai hôm sau bà đi mua nghe nghe ấy nghe tôi rồi thế thôi. Thôi rồi. Nó còn đang nhiều nước đã cô vào đâu. Nước đang xinh xinh gì. Dạ. Vâng vâng. Lấu vừa đi dạo này vợ lấu cho chồng ăn mặn quen thì đừng có mà dã cả nhà không ai ăn được đâu. Lấy ra mặn đắng mà không ai ăn được. Lấu cái gì mình lấu tập thể thì lấu nhạt thôi, ai ăn thì chấm. Bố mẹ con không lấu đồ ăn riêng. Bà Uyên mới bảo có cái gì này, có luôn em cái gì đây này. Món đặc sản của nhà truyền thống. Nhưng mà chắc cái này chắc là phải làm chị bây giờ chị hay làm của chị làm chắc gói gói cho kiểu như gói sống trước không gói mình nhắn qua một lần mình để đổi lại đi rồi đấy đúng chú cái đi. Lên đấy ạ. À?